Kính chào quý vị, hôm nay thứ Tư ngày 30 tháng 10 năm 2024, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tại lễ công bố thương hiệu xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương năm 2024 do Viện Nghiên cứu Kinh tế châu Á tổ chức, công ty cổ phần Maika vinh dự nhận danh hiệu cúp vàng sản phẩm dịch vụ xây dựng an toàn về môi trường. Đây là cột mốc đánh dấu sự thành công trên chặng đường phát triển từ năm 2017 đến nay của thương hiệu gạch Maika chất lượng cao, phù hợp với xu hướng thiết kế hiện đại và đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường cùng đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và tận tâm. Với cái chính sách bảo hành 5 năm cho sản phẩm, thì Maika tự tin sẽ cung cấp những cái sản phẩm vừa có thẩm mỹ, vừa đi tiên phong trong những cái công nghệ mới nhất và những cái sản phẩm chất lượng cho các cái công trình xây dựng, dân dụng và thương mại. Bên cạnh chính sách bảo hành toàn diện và đồng hành, bảo vệ lợi ích lâu dài với mỗi công trình, Maika còn chú trọng vào xây dựng yếu tố con người và sở hữu một nguồn nhân lực giá trị, tài năng để tạo nên chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.